Sáng ngày 7 tháng 5 tại tỉnh Điện Biên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao huân chương độc lập hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đáng chú ý, trong lễ kỷ niệm có chương trình diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người, thể hiện hào khí Việt Nam và sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng rất nhiều sự kiện kỷ niệm, triển lãm, các lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ đã diễn ra trong suốt nhiều ngày qua. Sáng 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng đã chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng với nhiều nội dung quan trọng gồm công bố quy hoạch vùng, sự kết một năm thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và nghị quyết 14 của Chính phủ về phát triển vùng, ra soát cơ chế chính sách đặc thù cho vùng và thống nhất kế hoạch điều phối vùng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong vùng, sự hỗ trợ của các bộ ngành đối với vùng, đồng thời cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục và 3 bài học kinh nghiệm, đồng thời giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương, nhấn mạnh 12 từ khóa quan trọng trong phương châm phát triển của vùng, đó là truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện, bền vững. Tuần qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức lễ công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023. Kết quả PCI năm 2023 cho thấy chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục là xu hướng cải thiện theo thời gian. Quảng Ninh, Long An, Hải Phòng, Bắc Giang và Đồng Tháp là 5 địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PCI, có vị trí cao nhất trong PCI năm 2023 là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai, Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024 đã được Chính phủ xác định là năm tăng tốc, bứt phá. Những chỉ đạo chính sách quan trọng đang được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ được chính quyền các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả để góp phần quan trọng, thậm chí là quyết định để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh. Năm nay, thiên tai có thể sẽ diễn biến bất thường và dữ dội hơn. Công tác cảnh báo, phòng ngừa cần thực hiện từ sớm, chủ động và linh hoạt. Đây là những thông tin mới nhất được đưa ra trong Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 vừa diễn ra sáng 10 tháng 5. Tại hội nghị, các địa phương ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai đã đưa ra nhiều vấn đề cụ thể, tìm ra các hạn chế và giải pháp ứng phó. Chủ trì hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thời điểm này đã bắt đầu vào mùa mưa bão, các bộ ngành, các địa phương sẽ cần có sự chuẩn bị sớm, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Hãng dược phẩm AstraZeneca vừa thông báo bắt đầu thu hồi vaccine COVID-19 dư thừa của hãng này trên toàn thế giới. Cùng với đó là cáo buộc vaccine này gây ra tác dụng hiếm gặp, có khả năng dẫn đến đông máu. Những thông tin này đã khiến người dân, nhất là những người tiêm vaccine AstraZeneca lo ngại. Đại diện Bộ Y tế đã thông tin COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp. Bên cạnh đó, nhiều phiên bản vaccine đã được phát triển để phòng ngừa các biến thể của virus gây bệnh COVID-19, nên dư thừa các vaccine hiệu chỉnh sẵn có. Điều này dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu đối với vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 liên quan đến tác dụng phụ rất hiếm gặp, dẫn đến các cục máu đông. Các chuyên gia trong lĩnh vực vaccine khẳng định, nguy cơ chỉ xảy ra trong vòng 3 đến 21 ngày sau tiêm vaccine. Chỉ mới đầu hè nhưng các vụ tai nạn do đuối nước đã xảy ra tại nhiều địa phương như Hà Nam, Ninh Thuận, Bắc Giang ở cả người lớn và trẻ em. Khi xảy ra đuối nước, một số trẻ nhập viện muộn, gặp các vấn đề sức khỏe như suy hô hấp, tổn thương não và nhiễm trùng vì nuốt phải nước bẩn, thậm chí có trẻ nhập viện trong tình trạng ngừng tim. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em mình không tự ý bơi lội, chơi đùa gần ao hồ, đồng thời tích cực phối hợp với các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguyên nhân, hậu quả và hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng chống, ứng phó trong hoàn cảnh bị đuối nước và cứu người bị đuối nước cho trẻ em và thanh thiếu niên.